Chị ơi, tí nữa phải bảo anh thiết kế biển cảnh báo phóng xạ nguy hiểm, phóng xạ chết người, có ba cánh quạt như kia dán xung quanh đây, dán lên cái thùng này và cấm lửa ở khung quanh quanh đây. À, từ từ. Chị ơi, em bảo này, bảo bảo họ để cái thùng này ra bên ngoài trước, cho cái thùng kia vào. Bởi vì hai cái thùng này với thùng kia là quan trọng nhất. Còn cái thùng này thì là thiết bị thôi, để ngoài không sao. Chỉ có thùng này, thùng có biểu tượng phóng xạ này, hai thùng có biểu tượng phóng xạ mới cần phải trong này. Còn thùng này thì không cần phải để, không cần thiết phải để ở trong này. Miễn sao là đảm bảo. Nhớ, ok. Chị ơi, bảo với họ là cái thùng này phải đậy và khóa lại. Khóa lại. Là một, hai nữa là phải dán biểu tượng nguy hiểm phóng xạ chết người. Cấm lửa xung quanh đây. Cái này chỉ cần giữ an ninh, không để mất cắp là được. Cái này chỉ cần thùng bỏ vào. Được thì càng tốt. Quan trọng nhất là hai cái này. Cái này có dễ cháy không?
Không. Chứ cái như như kiểu vừa cái hóa chất á, cái bột hóa chất á. Có dễ bị cháy không? Không, không. Không. Okay. OK. 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 OK.